Quý vị và các bạn thân mến, cả giá vàng trong nước và giá vàng thế giới tương đối ổn định trong ngày cuối tuần, ngày 22 tháng 8. Mặc dù giá vàng SJC có sự trồi sụt, tuy nhiên mức độ điều chỉnh chỉ đến 100.000 đồng trên lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phiên cập nhật giá vàng đầu giờ chiều ngày 22 tháng 8 năm 2020 được phát trên kênh giá cả thị trường của chúng tôi. Mở đầu bản tin là một số thông tin về thị trường giá vàng. Phần tiếp theo là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào lúc 10 giờ 30 phút. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, vào phiên sáng nay, cụ thể là vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 22 tháng 8, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 55,35 đến 56,77 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, không sự thay đổi nào về giá. Tương tự tại SJC Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 55,35 đến 56,75 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra. Tại Phú Quý SJC, niêm yết giá vàng ở mức 55,40 đến 56,40 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, giảm đồng thời 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tại hệ thống PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 55,30 đến 56,50 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng ở mức 55,50 đến 56,48 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra. Giá này được giữ nguyên. Còn đối với thị trường vàng trên thế giới, kết thúc phiên giao dịch ngày cuối tuần, hợp đồng vàng giao tháng 12 nhích nhẹ gần 0,1% lên mức 1.947 USD trên ounce, nhưng vẫn giảm 0,1% trong tuần qua. Trong khi đó, hợp đồng vàng giao ngay hạ 0,2% xuống 1.939,64 USD trên ounce. Các chuyên gia cho biết đà phục hồi của đồng USD đã khiến nhà đầu tư tạm ngưng mua vàng vì hàng hóa này được neo giá theo đồng bạc xanh và đồng USD mạnh hơn, có thể khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nước ngoài. Hiện tại, giá vàng trên thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1.942,4 USD trên ounce, tăng 3,9 USD. Trở lại với thị trường vàng trong nước, ngay sau đây là bảng giá chi tiết được cập nhật vào lúc 10 giờ 30 phút. Đầu tiên là SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 55.350.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.750.000 đồng trên một lượng, không sự thay đổi nào về giá. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.535.000, bán ra 5.675.000. SJC Hà Nội mua vào 55.350.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.770.000 đồng trên một lượng, cũng không sự thay đổi nào về giá. Chiều mua vào là 5.535.000, bán ra 5.677.000. Tại Doji Hồ Chí Minh, mua vào 55.150.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.250.000 đồng trên một lượng, giảm 150.000 ở chiều mua và giảm 250.000 ở chiều bán. Tại Doji Hà Nội, mua vào 55.150.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.240.000 đồng trên một lượng, giảm 110.000 đồng trên lượng ở chiều mua, không sự thay đổi nào về giá ở chiều bán. Tại hệ thống PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào 55.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.300.000 đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Giá vàng ở một số các tổ chức khác và giá vàng ở các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Do là giá vàng ở phiên này khá là ổn định, cho nên chúng tôi cập nhật nhanh tới quý vị và các bạn. Còn nội dung chi tiết hơn, quý vị và các bạn vui lòng xem lại bản tin được phát hành lúc sáng ngày. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố. SJC Đà Nẵng mua vào 55.350.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.770.000 đồng trên một lượng. SJC Nha Trang mua vào 55.340.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.770.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào 55.350.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.770.000 đồng trên một lượng. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bốn số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 53.150.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.250.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.315.000, bán ra 5.425.000. Vàng nữ trang bốn số 9 mua vào 52.750.000 đồng trên một lượng, bán ra 53.950.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.275.000, bán ra 5.395.000. Vàng nữ trang 24K mua vào 51.416.000 đồng trên một lượng, bán ra 53.416.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.141,6 nghìn đồng, bán ra là 5.341,6 nghìn đồng. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi tình hình giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.